lộ diện nữ ca sĩ được cho là người yêu của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Showbiz Việt đang sôi sục trong nghi vấn thủ môn Bùi Tiến Dũng đang hẹn hò với nữ ca sĩ Bảo Anh. Bạn biết đấy, showbiz Hàn dạo này gần đây đang nở rộ tin tức hẹn hò của các sao như một vườn bông tràn ngập tình yêu, với rất nhiều cặp đôi nổi tiếng bị khui ra. Dường như showbiz Việt cũng chẳng muốn thua kém nước bạn hay sao, mà gần đây các nguồn tin thân cận nghe ngóng được nhiều nhân vật nổi tiếng đang hẹn hò. Sao nổi tiếng yêu người thường thì không nói, đằng này cả hai anh chị đều là người nổi tiếng mới đáng quan tâm. Từ một vài nguồn tin thân cận cho biết, chúng ta sắp có một cặp đôi nói gót chuyện tình đẹp như mơ giữa Công Vinh Thủy Tiên. Chàng là thủ môn soái ca chịu người say đắm, còn nàng là ca sĩ sexy cũng vạn người theo đuổi. Và bùm, nghi vấn một tình yêu chớm nở đang rơi vào thủ môn Bùi Tiến Dũng và nữ ca sĩ Bảo Anh. Ngay khi Bùi Tiến Dũng vừa từ Jordan thi đấu trở về, Bảo Anh đã có mặt ở Hà Nội đi chơi cùng quản lý của Bùi Tiến Dũng cũng như các cầu thủ U23 Việt Nam. Có mặt tại buổi hẹn hò cà phê này còn có bạn gái của cầu thủ Quang Hải. Cuộc gặp gỡ giữa hội bạn gái của các cầu thủ U23 chăng? Bảo Anh đang có mặt ở Hà Nội cùng thời điểm Bùi Tiến Dũng vừa trở về từ Jordan. Quản lý Kiều Trinh và bạn gái của cầu thủ Quang Hải đi cà phê cùng Bảo Anh. Đúng rồi đấy, chính là thủ môn triệu con tim yêu mến Bùi Tiến Dũng và chủ nhân bài hit Sóng Xanh Chẳng Dễ Dàng Bảo Anh. Dù cả hai nghe rất không liên quan, nhưng tin đồn về tình yêu giữa hai nhân vật này đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong giới showbiz. Được biết, nguồn tin xuất phát từ nhân viên trang điểm của nữ ca sĩ Bảo Anh. Cả hai gặp nhau khi đóng chung quảng cáo và nhanh chóng phát triển tình cảm trở thành tình yêu. Mới dừng ở mức tin đồn, không biết Bảo Anh và Tiến Dũng có đang yêu thật hay không. Nhưng nếu để ý trên trang cá nhân chị quản lý của Bùi Tiến Dũng thì thấy Bảo Anh lại thân thiết với chị ấy cùng các cầu thủ U23 đến bất ngờ khi thường xuyên bình luận qua lại. Trong một bài đăng ẩn ý của quản lý Bùi Tiến Dũng, ai đó đẹp lắm, là ý ám chỉ ai đây? Liệu rằng đây có phải một lời cảnh báo của quản lý dành cho Đức Chinh rằng hãy giữ Tiến Dũng cho thật chặt vào, bảo vệ chủ quyền? Bị dân mạng điểm mặt tầng 8 dịch vụ giao kéo đã sử dụng, nam em chỉ có hết đường chối cãi. Hình ảnh trong quá khứ của nam em khác hoàn toàn so với bây giờ, nhưng vẫn một mực khẳng định mình đẹp tự nhiên. Sau khi công khai chuyện tình đau lòng của mình, thì nam em đã gặp phải luồng dư luận khủng khiếp. Có người cảm thông, lại có kẻ chê bai. Dù tích cực hay tiêu cực, thì một điều không ai có thể phủ nhận là mức độ chiếm sóng và được quan tâm của người đẹp tăng lên rõ rệt. Mọi nhất cử nhất động của cô nàng đều được mọi người quan tâm. Dù không biết thực hư câu chuyện là như thế nào, liệu nam em là người đáng thương hay đáng trách, nhưng dường như mọi người có chút mất niềm tin khi đào mộ được loạt ảnh hồi xưa của người đẹp. Khi nhìn loạt ảnh này, ai cũng khẳng định cô đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Thực ra, chuyện sử dụng dao kéo để có được nhan sắc không phải là điều đáng lên án, nhưng mọi người không tin tưởng nam em nữa vì cô nhất mực khẳng định mình đẹp tự nhiên. Trước điều đó, cộng đồng mạng đã vạch trần 8 điểm bất thường trên khuôn mặt của người đẹp. Nâng mũi, từ góc chụp nghiêng có thể thấy rõ sống mũi của người đẹp thẳng tắp một cách khác thường. Nhấn mí, trước đây mắt của nam em cũng có 2 mí nhưng bị sụp, còn bây giờ mí mắt đã rõ rệt và dày lên rất nhiều, dù có kích mí cũng không thể to và dày như thế này được. Bọc răng, nhan sắc của hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long khi còn là thí sinh bị mất điểm, chính là nụ cười hở lợi, nhưng giờ đây đó không còn là điều cô cảm thấy ái ngại mỗi khi cười. Người đẹp khoe nụ cười tỏa nắng với hàm răng đều như hạt ngô. Bọc răng sứ là hình thức làm đẹp được nhiều người đẹp trong showbiz tin dùng để mang đến diện mạo tươi mới cho gương mặt. Tuy nhiên, trong một số cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, kỹ thuật này không được chấp nhận vì làm ảnh hưởng đến diện mạo nguyên bản của các thí sinh. Dáng sứ, so sánh với hình ảnh trong quá khứ, không khó nhận ra nam em đã dùng kỹ thuật thẩm mỹ răng. Để từ biệt hàm răng ngả màu ố vàng hơi thưa, nhờ bộ nhá mới, nam em trông trẻ trung và thêm sức sống. Nhờ chỉnh sửa răng, nam em đẹp sang trọng hiện đại hơn, nụ cười trở thành điểm mạnh, giúp cô tự tin trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016 vừa qua và đã lọt vào top 8 chung cuộc giành giải Hoa hậu ảnh. Tiêm filler giảm mỡ má, khuôn mặt tròn đã được thay bằng khuôn mặt thon gọn và vờ lai hơn hẳn. Tiêm cầm, cầm vờ lai là chuẩn mực của vẻ đẹp hoàn hảo và nam em cũng không nằm ngoài số đó. Tuy nhiên, trước đây cầm của người đẹp bị bành ra khá nhiều. Tạo hình khóe mắt, về cơ bản,
Phương pháp phẫu thuật khóe mắt và đôi mắt cũng giúp tạo nếp mí rõ ràng hơn, nhưng bên cạnh đó hai phương pháp này còn có tác dụng tạo chiều sâu cho đôi mắt, làm cho đôi mắt không những rõ mí mà trông còn tự nhiên cân đối. Chỉ khi để ý kỹ mới thấy sự khác biệt ở đôi mắt của nam em trước kia và bây giờ. Độn thái dương, khuôn mặt không bị quá hấp ở trên và trở nên cân đối, và biến mặt trở nên cân đối và trái xoan hơn, đó chính là thành quả của nam em sau khi độn thái dương. Mỹ nhân Việt lên tiếng chuyện bị Trường Giang lợi dụng ôm hôn trên truyền hình. Trong khi Thủy Tớp khó chịu ra mặt, Giang Hồng Ngọc Băng Di lại không trách Trường Giang và cho rằng đó chỉ là một phút thăng hoa theo kịch bản của vở diễn. Dù đã 2 tuần trôi qua, sau scandal tình ái giữa Trường Giang, Nhã Phương và Nam Em vẫn thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Mới đây, nhiều khán giả còn lục lại những hình ảnh cũ của 10 khó trong các game show, sân khấu hài và chỉ trích gay gắt hành động ôm hôn, lợi dụng đồng nghiệp nữ của bạn trai Nhã Phương. Là một trong những nạn nhân từng bị Trường Giang cưỡng hôn trong game show Hoán Đổi, Thủy Tớp chia sẻ, gương mặt hoang mang, cố gắng tránh né của tôi đã thể hiện tất cả, không cần nói thêm điều gì thì mọi người cũng tự hiểu. Một số bạn bè thân thiết của cô như Hoa hậu Phương Lê cũng bày tỏ thái độ khó chịu và gọi Trường Giang là biến thái khi xem lại loạt ảnh cưỡng hôn của chàng hề xứ Quảng. Liên lạc với Băng Di, một trong những nữ ca sĩ từng bị Trường Giang ôm chặt không rời trong hội quán Tiếu Lâm, tuy nhiên trái ngược với Thủy Tớp, cô lại không chỉ trích hay phản ứng gay gắt đàn anh. Diễn viên đôi lúc sẽ phải diễn những cảnh thân mật theo yêu cầu của kịch bản. Nếu mình xem đó là công việc, thì sẽ thấy nó rất bình thường. Lúc anh Giang ôm tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì, bởi đó chỉ là cảm xúc thăng hoa theo vai diễn của người nghệ sĩ. Chỉ có lúc diễn trên sân khấu thì chúng tôi mới vậy thôi, chứ khi cắt máy thì anh ấy cũng chẳng làm gì quá đáng với tôi cả, Băng Di chia sẻ. Ngoài ra, nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc cũng từng bị Trường Giang hết ôm lại hôn khi góp mặt trong live show danh hài xứ Quảng. Quán quân The Remix cho biết đúng là cô có chút bất ngờ khi Mười Khó bất ngờ tặng mình một nụ hôn trên sân khấu. Đó là vở kịch mà tôi diễn cùng anh Giang và Chí Tài. Đêm đầu tiên ở sân khấu Hòa Bình không có cảnh hôn, nhưng khi qua diễn ở Trống Đồng, có lẽ khán giả bên dưới cổ vũ reo hò cuồng nhiệt quá nên anh ấy mới ngẫu hứng hôn tôi một cái. Tuy có chút bất ngờ về hành động ngoài kịch bản này, nhưng tôi cũng không cảm thấy khó chịu. Lúc đó tôi và anh Giang đang vào vai một cặp đôi yêu nhau nhiều năm. Chuyện nhập vai hay có chút hành động tình cảm trên sân khấu cũng chỉ phục vụ cho công việc mà thôi, Giang Hồng Ngọc chia sẻ. Giang Hồng Ngọc còn nhận được nụ hôn bất ngờ từ đàn anh. Nữ ca sĩ nói thêm, cô và Mười Khó từng quen biết và trở nên thân thiết từ khi cả hai chưa nổi tiếng. Tôi biết anh Giang từ khi mình còn là một ca sĩ hát lót ở phòng trà. Lúc ấy anh Giang cũng chưa đình đám như bây giờ. Sau nhiều năm làm nghề thì mỗi người cũng có những thành công riêng. Chúng tôi vẫn xem nhau như anh em, đồng nghiệp thân thiết. Thỉnh thoảng anh ấy vẫn hay mời tôi tham gia live show của anh để hát hoặc diễn chung vở kịch nào đó. Còn những ồn ào đời tư của anh ấy tôi không tiện lên tiếng vì mình không phải là người trong cuộc, không biết rõ ngọn ngành ra sao thì không nên vội vàng phán xét người khác, Giang Hồng Ngọc bày tỏ. Tuy Thúy Nga là bà mẹ một con, nhưng hình ảnh thân mật của nữ diễn viên và Trường Giang cũng gây không ít tranh cãi. Tuy nhiên, trong mắt nữ diễn viên sinh năm 1976, cô chỉ xem Mười Khó là cậu em thân thiết. Cô cũng là người thường xuyên bày tỏ sự ngưỡng mộ và công khai hình ảnh tình bể tình của Trường Giang Nhã Phương mỗi khi cặp đôi sang Mỹ lưu diễn. Thúy Nga chỉ xem Trường Giang là cậu em thân thiết, cô cũng là người chứng kiến những thăng trầm của Mười Khó và bạn gái Nhã Phương. Trong suốt thời gian chàng hề xứ Quảng vướng lùm xùm tình cảm với nam em, Thúy Nga còn chủ động chia sẻ đến Trường Giang Nhã Phương thông điệp tình yêu, đàn ông sai lầm nhiều, phụ nữ sẽ dừng chán. Đồng thời nhắc khéo Mười Khó nên bỏ tính đào hoa lăng nhăng trước khi quá muộn. Lầy lội thì bị chửi, đăng hình đẹp thì bị chê, Hòa Minzy quyết chém đẹp anti-fan như thế này. Không ngờ Hòa Minzy lại chém đẹp anti-fan đến như vậy luôn. Hòa Minzy là một trong số ít người nổi tiếng có tính cách tương tưởng, cùng giọng cười quá ấn tượng. Cô nàng còn được gọi với danh xưng thánh lầy mới trong showbiz Việt. Nữ ca sĩ cùng gia đình Hoa Gia Bụt thường tạo những clip vui nhộn khiến người hâm mộ bật cười. Với độ lầy lội có tiếng,
mỗi lần xuất hiện cái tên Hòa Minzy lại chiếm sóng truyền thông. Tuy nhiên, trái ngược với sự yêu mến của người hâm mộ, nhiều anti-fan đã buông lời chê bai mỗi khi nữ ca sĩ đăng tải điều gì trên trang cá nhân. Điển hình cách đây vài tiếng, sau khi đăng ba bức hình xinh đẹp trẻ trung với đôi chân trắng ngần trong chiếc váy đen đơn giản, bên cạnh những lời khen cho rằng nhan sắc của nữ ca sĩ ngày càng hoàn thiện, thì một số anti-fan lại thẳng thần chê cô quá xấu, khiến nữ ca sĩ giật mình. Khiếp người que tâm, gầy xấu quá chị ơi, con gái phải mũm mĩm tí mới xinh. Đối mặt với nhiều lời chê, Hòa Minzy thẳng thừng đáp trả cực lầy lội. Chẳng hiểu sao nhìn thế này mà lại chê xấu. Ôi, con gái mũm mĩm tí mới xinh. Thế hồi hơi mũm mĩm thì lại bảo con gái mà mập thế hả chị? Nghệ sĩ thì phải giữ dáng cho lên hình đẹp chứ chị. Không tôn trọng mắt nhìn của khán giả thế chị ơi. Thế bây giờ béo không được, gầy không được thì như nào? Con gái ai cũng không thích bị chê xấu. Mà đây còn bị chê xấu quá, ai mà chịu được hả trời?